Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn kit EP8266EZ. Đây là EP07 là trung tâm của kit này. Trên kit này thì được tích hợp một cổng USB AB, một giác nguồn DC, một công tắc nguồn, một công tắc để xác định chế độ hoạt động của EP, một nút reset. Và trên kit này đã được ra sẵn một chân relay vào chân 5 của EP07 để nắm cắt một thiết bị ngoại vi. Kit đã được tích hợp sẵn là PL2303 để giao tiếp với máy tính. Kit này thì có thể cấp nguồn theo hai đường, là một đường là cấp qua cổng USB AB, một nguồn khác thì có thể cấp 5V vào giắc DC này. Sau đây thì xin giới thiệu với các bạn về một ứng dụng của kit này. Đó là sử dụng chức năng Smart Config của EP8266 để cho nó kết nối với mạng Wi-Fi và điều khiển một thiết bị. Trên đây là code. Sau đây mình sẽ tiến hành nạp code. Để nạp code thì các bạn cần gạt công tắc này xuống và bấm lại nút reset để cho đèn này sáng lên, thì lúc đấy là mới đưa EP8266/7 vào chế độ để nạp code. Đây, mình sẽ tiến hành nạp code. Đây, khi cấu hình để nạp code thì các bạn lưu ý là chọn board và cổng com. Đây, chọn bot, mình sẽ chọn bot này. Com thì cổng còn com tương ứng với EP. Đây là quá trình nạp code. Trong quá trình nạp code thì các bạn sẽ thấy là trình liên dịch IDE nó sẽ chạy như này. Đây, các bạn sẽ phải đợi một khoảng thời gian sau khi nạp code xong. Sau khi nạp code thành công thì trình biên dịch IDE sẽ báo đang nắp lót ở đây. Sau khi nạp code thành công, các bạn đưa EP8266 về trạng thái hoạt động bằng cách là gạt công tắc này lên và bấm nút reset. Đồng thời các bạn sẽ bật monitor lên. Đây. Đây. Các bạn sẽ kết nối với một cái wifi có tên là EP8266EZ với mật khẩu mặc định là 1245678. Đây, sau đây mình sẽ dùng điện thoại để kết nối. Sau khi kết nối thành công với Wi-Fi EP8266EZ, các bạn tiến hành thoát ra vào trình duyệt và có địa chỉ là 192.168.4.1. Đây, hiện ra giao diện như này, các bạn sẽ bấm đây. Đây thì nó sẽ quét ra các cái mạng Wi-Fi ở xung quanh. Các bạn sẽ chọn mạng Wi-Fi tương ứng với mạng Wi-Fi của nhà mình. Đây, ví dụ mình chọn ở đây. Đây, mình nhập mật khẩu. Các bạn tiến hành lưu lại. Đây, các bạn sẽ theo dõi ở trên monitor. Đây, nó báo là đã gửi từ trên trang xuống. Đây. Sau đấy bạn sẽ đợi cho con EP8266EZ này kết nối với cái mạng Wi-Fi mà các bạn vừa chọn. Đây. Sau khi kết nối thành công thì EP8266EZ sẽ được cấp một địa chỉ IP. Đây, các bạn có thể theo dõi địa chỉ IP ở đây. Nó sẽ tương ứng với địa chỉ IP mà cái module Wi-Fi nhà bạn cấp cho nó. Đây. Sau đấy các bạn sẽ tiến hành kết nối lại điện thoại của các bạn với mạng khi nãy các bạn đã chọn. Ví dụ khi nãy mình chọn là mạng đây. Thì bây giờ mình sẽ kết nối mạng này. Sau đấy mình sẽ mở trình duyệt lên và mình sẽ gõ địa chỉ IP tương ứng là 192, ví dụ như của mình ở đây là 192.168.4.1.
8.112. Ok, đây sẽ là giao diện điều khiển. Thì các bạn có thể bấm on thì relay ở trên sẽ đóng. On. Đây, ở đây thì sẽ có nút mà sẽ có một dòng để thông báo là trạng thái của relay là đang bật hay đang tắt. Các bạn có thể quan sát, mình bấm on. Đây. Mình bấm on. Ok. Phần giới thiệu về NP8266 Easy của nhóm review đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.